Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô Lâm vẫn đang sắp đặt người kế nhiệm. Ngày 19 tháng 5, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm d biết, trong hội nghị Trung ương Chính vừa qua, cả bốn người được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị đều là người thuộc phe của ông Trọng, ủng hộ công việc đốt lò của ông. Tô Lâm muốn đưa hai đệ của mình là Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị, một điều kiện nhất thiết phải có để trở thành Bộ trưởng Bộ Công an thay thế ông nhưng tại cuộc họp của Bộ Chính trị trước Hội nghị Trung ương Chính, cả hai ông Quang và Ngọc đều nhận được rất ít phiếu đồng ý không quá bán, nên trượt. Trước đó, tại Bộ Công an, cả hai ông Ngọc và Quang đều nhận được số phiếu rất cao, đề cử vào chức Bộ trưởng Bộ Công an. Tô Lâm đưa ra hai người, để người này trượt thì còn người kia, nhưng bất ngờ cả hai đều trượt. Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc, hai đệ ruột của ông Tô. Đó chính là nguyên do tại sao Tô Lâm sẽ lên làm chủ tịch nước và kiêm nhiệm luôn cả chức Bộ trưởng Bộ Công an trong một thời gian ngắn để sắp đặt người kế nhiệm. Như vậy, cuộc hỗn chiến giữa các phe nhóm vẫn còn tiếp diễn. Việc ông Tô Lâm kiêm nhiệm cả hai chức, Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an đã khiến dư luận xôn xao, rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người đã chỉ ra rằng sự tréo ngoe khi ông Tô kiêm hai chức vụ này bởi trên cương vị Chủ tịch nước, ông sẽ là cấp trên của Thủ tướng, có quyền bãi nhiệm Thủ tướng nhưng trong cương vị bộ trưởng Bộ Công an, một bộ thuộc chính phủ thì ông Tô lại dưới quyền của ông Thủ tướng, có thể bị Thủ tướng bãi miễn. Điều khôi hài hơn là Tô Chủ tịch cũng có quyền bãi miễn Tô Bộ trưởng. Có người cho rằng hiến pháp không cấm thì Tô Lâm vẫn có thể kiêm nhiệm. Tuy nhiên, lập luận này khá non bởi xã hội hiến định luôn tuân thủ một quy tắc bất thành văn, dân được quyền làm những gì mà pháp luật không cấm, nhưng quan thì chỉ được làm những gì pháp luật cho phép bởi quyền lực nhà nước nằm trong tay quan chức nên cần bị giới hạn để tránh lạm quyền. Trong khi người dân thấp cổ bé họng chẳng có quyền lực gì thì phải tăng quyền cho họ để họ không bị chèn ép. Hai ông tướng quân đội Lương Cường và Phan Văn Giang vào cuộc, bàn cờ lập tức xoay chuyển với nước cờ chết cho Tô Lâm. Theo dõi, Hội nghị Trung ương Chính có thể nhận thấy việc tổng trọng đẩy tướng Lương Cường ra với vai trò thường trực ban bí thư chính là cách để chặn đà tiến của tô lâm nhiều người nhận xét dù sức tàn lực kiệt nhưng ông tổng vẫn là cáo già mà gừng càng già càng cay xem ra ông tô so với ông trọng vẫn còn non và xanh lắm rõ ràng sự góp mặt của các tướng lĩnh bộ quốc phòng như lương cường và phan văn giang để giúp ông trọng nhanh chóng xoay chuyển tình thế có nguồn tin tiết lộ một loạt hồ sơ về các sai phạm của bộ trưởng tô lâm và công ty xuân cậu holdings công ty gia đình của Tô Lâm với quy mô khổng lồ đã bị Bộ Quốc phòng điều tra và xử lý. Điều này đặt Tô Lâm trước một nguy cơ cực lớn. Nguồn tin của Thời báo chấm D mới đây còn tiết lộ có một công ty rất lớn của tập đoàn Xuân Cầu ở Tây Ninh, vốn là địa bàn chính trị cũ của ông Trần Lưu Quang, cựu bí thư tỉnh ủy Tây Ninh. Trước đây, Thời báo chấm D đã nhiều lần nêu thắc mắc vì sao sự nghiệp của Trần Lưu Quang lại tiến như vũ bão, thì nay đã có câu trả lời đó là bố của ông Trần Lưu Quang trước đây là cận vệ cho ông Tô Quyền, một lãnh đạo an ninh của Trung ương Cục miền Nam, bố của ông Tô Lâm. Trong thời gian ông Tô Quyền hoạt động trong địa bàn Tây Ninh nên hai gia đình có ơn nghĩa với nhau. Như vậy không chỉ Tô Lâm đi lật tẩy sân sau của các quan chức khác thuộc Bộ Chính trị mà nay chính sân sau của ông cũng đang bị phơi bày trước mắt thiên hạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Tô Lâm vẫn đang sắp đặt người kế nhiệm. Rung chuyển chính trường, rung lắc thương trường. Sống dưới chế độ Cộng sản bị tước đoạt tất cả các quyền về dân sự và chính trị, người Việt Nam hình thành thói quen, bàn quan đối với những diễn biến chính trị. Người Việt thường tạc lưỡi, kệ đi, ông nào lên, bà nào xuống thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, chẳng liên quan gì đến nồi cơm nhà mình. Đa số theo dõi chính trị vì tò mò, xem trò đấu đá cung định như kép hát cải lương, Vỗ tay hả hê khi quan chức rớt đài chỉ vì ghét, thế thôi. Nhưng vào thời điểm mà vở diễn của gánh hát cung đình bị đẩy lên cao trào thì có thể dẫn đến những biến chuyển không ngờ. Tướng công an Tô Lâm, người sẽ lên chức chủ tịch nước. Khi mà đảng liên tục đá văn hàng loạt lãnh đạo, kể cả những chính trị gia được coi là kỹ trị, lẫn những ông bà âm ấp một bụng Max Lê khiến dân tình tròn mắt, quốc tế giật mình, thì nhiều người bắt đầu tính chuyện thoát thân. Những người nhanh chân nhất có lẽ là những nhà đầu tư tài chính nước ngoài, tương ứng với từng đợt rung chuyển ở thượng tầng chính trị là sự rung lắc mạnh mẽ ở thị trường tài chính, tạo ra bởi sự tháo chạy của khối ngoại. Đài Á Châu Tự Do ngày 17 tháng 5 cho hay, khoảng 2 tỷ USD đã bị rút ra khỏi thị trường tài chính Việt Nam trong vòng vài tháng qua. Ứng ừ với sự ngã ngựa của Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và mới nhất là Trương Thị Mai, Điều này cho thấy nhà đầu tư chẳng thể tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi đảng vẫn trấn an họ rằng không sao đâu, rằng thay đổi lãnh đạo không ảnh hưởng đến đường lối kinh tế và ngoại giao, nhưng họ chẳng dạy, chả thèm nghe. Họ đến đất nước này là để làm ăn, để kiếm tiền chứ chả phải để nghe nghị quyết của đảng. Người có chút hiểu biết về quản trị nhà nước đều biết rằng, kết quả vận hành một nền kinh tế không thể bỏ qua vai trò cá nhân của người lãnh đạo, như nước Mỹ dù Dân Chủ hay Cộng Hòa thì vẫn luôn kiên định lập trường đường lối của mỗi đảng, nhưng rõ ràng mỗi vị tổng thống đều để lại những dấu ấn riêng. Hình ảnh bốn thành viên ban bí thư của đảng vừa được bầu bổ sung vào bộ chính trị. Hơn nữa, thế giới phương Tây phát triển trên nền tảng dân chủ, họ chả ưa gì mấy anh bụng đầy lý luận Max Lê. Họ lại càng ngao ngán hơn với mấy anh đi lên từ lực lượng vũ trang. Tự duy vốn chỉ gói gọn trong việc ra lệnh cho cấp dưới và nghe mệnh lệnh của cấp trên. Bởi đa số những người này chẳng hiểu gì về kinh tế thị trường, ngu ngơ về luật pháp quốc tế, dốt đặc về quản trị, dù cái miệng họ thì vẫn ra rã những điều đó. Vậy mà ngao ngán thay, cuộc nội đấu cung đình đem lại kết quả có đến 7 trên 16 thành viên bộ chính trị xuất thân từ các lực lượng vũ trang, bao gồm quân đội và công an. Có 8 trên 16 thành viên của ban bí thư, nghĩa là những người thuộc tổ chức đảng, số còn lại thì đi lên từ con đường đảng đoàn hoặc lý luận chính trị có thể nói chẳng còn nhà kỷ trị nào kể cả thủ tướng phạm minh chính điều này có thể đem lại những hệ quả tệ hại cho nền kinh tế việt nam không chỉ ở ngắn hạn trong việc thị trường chứng khoán bị rút vốn mà rồi sẽ có những tác động dài hạn đối với khu vực fdi một công ty nước ngoài khi đầu tư vào một nhà máy sản xuất không nhanh gọn như đầu tư tài chính cũng không bợp chợp như vượng vinh mà thường phải trải qua quá trình điều nghiên phân tích kỹ lưỡng trong nhiều năm trước khi quyết định hình ảnh nhà đầu tư ngoại thêm khúc đến rồi đi. Tuy nhiên khi có những biến động chính trị khi mà hệ thống bị người Việt gọi là hành dân là chính trở nên tê liệt. khi hôm nay nhà đầu tư ký kết với anh này ngày mai lại phải làm việc với anh khác khiến họ ngán ngẩm bất an thì họ cũng sẽ thoái vốn bỏ đi. do đó những điều tồi tệ hơn còn nằm ở phía trước. Hơn 2 năm qua, khi gánh hát cung định càng ngày càng diễn lố, khi nền kinh tế cũng theo đó mà ngày càng trượt dài. Và khi vốn FDI bị rút hết, khi hàng hóa xuất khẩu bị siết chặt, thì mọi sự khốn khổ cùng cực hơn nữa lại tiếp tục ụp xuống đầu dân. Hiện nay, ban lãnh đạo đảng khá tự tin về việc Mỹ và phương Tây cần Việt Nam để đối trọng với Trung Quốc. Có lẽ họ cho rằng phương Tây vẫn mãi chiều chuộng họ, dù họ có như thế nào. Vì vậy, dù chẳng đáp ứng được bất kỳ điều nào trong 6 yêu cầu của kinh tế thị trường theo luật Mỹ, nhưng họ vẫn kèo này đòi Mỹ phải công nhận cho họ. Như đứa trẻ hư, liên tục phạm lỗi nhưng vẫn cứ đòi quà. Có lẽ đảng cũng chẳng coi luật Mỹ ra gì, như họ từng nhiều lần chà đạp lên các công ước quốc tế, các hiệp định đa phương, song phương, ngay sau khi họ vừa ký kết vẫn còn chưa ráo mực. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có giới hạn của nó, ông bà ta có câu già néo đứt dây phương Tây sẽ không thể vì cần Việt Nam mà chà đạp lên các giá trị cốt lõi của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Rung chuyển chính trường, rung lắc thương trường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm đê